Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm cái lon, làm cái nến. Thì đầu tiên các bạn cần có một cái bật lửa. Các bạn vặn cái này cho đến khi nó rất rất tầm tí, các bạn bơm mít gà vào đây. Thuận thì các nhà bạn hay bị mất điện, thì sau đó các bạn để như này. Sau khi bơm xong ấy, các bạn bỏ này đây, rồi các bạn bơm. Sau khi bơm xong, các bạn châm lên này. Đợi mình tính là nó hết ra rồi. Mở sắt chứ. Ok, thì mình sẽ bơm ra được cho nó. Cái này cũng có thể dùng được cả năm đấy. Nếu các bạn này vẫn mất điện thì các bạn có cái nắp mà các bạn bịt vào. Nó có thể dùng cả năm đấy. Đây, nghe, châm lên. Châm, đấy. Các bạn thử được. Ok, mình sẽ dừng video tại đây.